xin chào tất cả các bạn nha. Chào Nhật, Nhật Đông. Nghe nhạc hôm nay thứ bảy, nghe nhạc cho vui. Vào đây nghe cái mục đích của cái bọn nó chống cộng như là thằng Hùng Lân đó. Lý do tại sao chúng nó làm như vậy. Chào các bạn. Giờ khổ quá. Bài hát này nói lên tất cả. Lòng đau xót trời cao nào có thấu ác mộng của thiên địa. Đến lúc mùa này rét hả chị? Ơ đúng rồi em. Bên này hôm nay không biết mười mấy độ ấy. Hôm nay lạnh à, bây giờ bắt đầu vào mùa đông rồi. Nghe nó kiếm tiền sớm quay về tổ quốc. Mặt cái gì? Hello, xin chào đại gia đình ghét ba que. Chào Trần Văn, chào tất cả các bạn. Hello, chào cả nhà nhé. Chào Trần Thắng. Hôm qua không biết ai send cho Lisa một cái like của thằng Hùng Lân. Thế mình mới vào, mình vô tình mình vào mình xem thì mình lại tưởng là nó nói rồi chứ không phải là nó trực tiếp. Thế xong bắt đầu mình cũng comment mấy câu vào, thế là nó quay ra nó mở một cái bài bài nhạc chế về mình. Mình cảm thấy hay. Cái thằng nào nó chế nó cũng có con, nó cũng kỳ công để nó làm những cái chuyện như vậy. Mà cái bài hát của nó hát cũng hay lắm. Nhưng mà nó hát về Lisa. Nó nói Lisa xem nào, để Lisa tìm xong cho các bạn nghe thì chắc là cũng nhiều người nghe rồi nhưng mà mình thấy là mình rất là nổi tiếng. Nổi tiếng để đến mức độ chúng nó phải bỏ công ra để chúng nó chế một cái bài nhạc chửi mình. Chứng tỏ là mình cũng rất là nổi tiếng với chúng nó đúng không? Để làm cho chúng nó cay cú, tức tối. Rồi chúng nó làm một cái bài hát với mình. Mình cũng nghe qua rồi, cái thằng John Võ gì đấy ở bên Úc này này. Nó đưa lên mình cũng nghe qua rồi. Nhưng mà bây giờ nó sang cả đến bên Mỹ nữa thì chứng tỏ là mình rất là nổi tiếng đúng không các bạn? Đây cái bài này. Mà nó nói về Hồng Lân, nó quay Hồng Lân đó. Thằng Hồng Lân. Nó lại giá. Đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Nhau là đánh, gặp nhau là đập à. Ở nhà mày ở đây nè. Tao tới 4 lần rồi. Đâu rồi? Nó không dám ra nói chuyện với tôi, nó kêu tôi vô. Để tìm cho tôi làm bếp. Đó. nó sáng chế ra cái bài hát này.
cho các bạn xem chúng nó chống cộng. Đây các bạn nhìn nữa. Đấy, các bạn nghe nha. Chống cộng đấy. Cho cái này lên để cho chúng nó xem những cái người nào mà chống cộng đấy. Đó. Thì các bạn xem là cái bọn đấy nó chống cộng cái kiểu gì. Chống như thế, chống cái gì, chống gậy à. Đấy, cái thứ hai nữa mình nói cho các bạn nghe lý do tại sao thằng này cứ đi đe dọa hết người này, đe dọa đến người kia. Bởi vì nó muốn tiền quyên góp của những cái người ở bên Mỹ hay ở đâu đó gửi cho nó sẽ sau đó nó sẽ nên nó kêu gọi quyên góp để kiện người này, kiện người kia, các bạn hiểu không? Đó là cái mục đích của nó. Cái mục đích của nó chỉ là để quyên góp tiền thôi. Từ những cái người mà ngu si mà vẫn còn cái sự thù hận trong cái đầu, xong rồi ngu si nghĩ là sẽ cho người này đi kiện được người này, kiện được người kia. Nhưng mà nó có hiểu gì về luật pháp và kiện một người như thế nào đâu à. Cho nên nó cứ kiện hăm người này, nó thấy người nào chửi nó bắt đầu nó quay ra nó làm đủ mọi cách để nó làm giống như là tôi chuẩn bị tôi đưa nó ra tòa kiện đây, nhưng mà phải quyên góp cho nó. Đó, đó là cái mục đích của thằng này mà mình nhìn thấy. Bởi vì cái thời đại này, ở cái xứ này không có ai rảnh hơi mà đi làm những cái trò mèo như vậy, các bạn hiểu không? Nó phải có mục đích của nó. Nó muốn kiếm tiền từ cái bọn chống cộng đó, cho nên nó mới làm như vậy. Còn nó muốn kiện một cái người không có đơn giản, ví dụ chửi nhau ở trên Facebook này, mà nó mang những cái địa chỉ, mang những cái hình ảnh ra nó bôi nhọ, rồi ảnh hưởng đến cuộc sống người ta. Người ta sẽ, cái bước đầu tiên người ta sẽ liên lạc với cái người đó. Người ta nói là mày đã làm ảnh hưởng đến gia đình nhà tao, mày đã này kia các thứ, tao yêu cầu mày phải bỏ ngay cái những cái clip mày đăng lên YouTube hay là mày đăng lên trên Facebook, mày bỏ xuống. Nếu không tao sẽ cho mày ra luật pháp. Ok, cái đó là bước đầu tiên. Nếu như cái người ở trên Facebook hay là trên YouTube người ta không bỏ xuống thì nó sẽ mang ra đồn cảnh sát, police, chứ không phải ra FBI. Suốt ngày ra FBI để tế bố nó ở đấy à. Cái thằng ngu. Xin chào chị Ni, chào Vũ Anh và em. Chào em. Chào Mã Đáo nhé. Chào Nguyễn Hồng Phú. Chào tất cả các bạn nhé. Ni xả mày nói chưa chào được các bạn thì tổng chào tất cả anh chị em. Thì cái thằng này nó phải ra cảnh sát đó. Ví dụ như có một người nào đe dọa đến tính mạng của nó mà có bằng chứng, ok, đi ra báo với cảnh sát, hoặc cảnh sát nó mới cho một cái giấy hay là cái gì đó, bắt đầu mới đi ra tòa án xong mới xin cái lệnh là cái người này không được gần tôi bao nhiêu trăm mét đó. Có nghĩa là ví dụ như là ai mà đe dọa mình sẽ ra mình nói với cảnh sát và cảnh sát sẽ ghi xuống hồ sơ ở cái người này. Nhưng mà trước khi đó mình phải ra mình xin lệnh của tòa là cho mình cái lệnh là cái người này không được gần mình 500 mét bao nhiêu mét á. Xong bắt đầu cảnh sát nó mới cầm cái lệnh của tòa, nó mới mang tới cái người mà đe dọa mình đó. Nhưng mà trước tiên là phải có đầy đủ bằng chứng là cái người đó người ta đến nhà người ta đe dọa mình, hay đến tính mạng của mình, đến gia đình mình, hay là có một cái gì đó nguy hiểm cho gia đình mình. Ok, cái đó là cái bước thứ ba. Bước thứ nhất là nói chuyện mình với cái người mà đe dọa mình, mày bỏ hết những cái clip của tao xuống, mày đe dọa tao hay là mày sỉ nhục tao trên công cộng. Thì cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai thì mới là đi ra cảnh sát báo. Cái bước thứ ba là về lấy cái lệnh của tòa án, đi ra tòa để xin cái lệnh đó.
khi tòa người ta mới xét cho người ta thấy nó có thể có ảnh hưởng hai cái người này đe dọa nhau hay là cái gì đó, thì tòa án người ta sẽ đưa một cái giấy, cái lệnh ra là cái người A này không được gần cái người B này 500 mét. Bắt đầu cảnh sát nó mới cầm cái lệnh của tòa đó, nó đến thẳng cái nhà của cái người mà đe dọa đó, nó đưa cho cái người đó. Ok, cái người đó nhận được cái giấy đó rồi, cái người này mày đe dọa người ta, từ nay trở đi mày không được gần người ta bao nhiêu trăm mét. Thì bắt đầu từ cái ngày mà cái người đó cầm cái lệnh đó mà bén mảng gần đến cái người mà đe dọa đó, mà người ta báo cảnh sát ấy, thì bắt đầu cảnh sát nó mới làm việc. Nó mới làm việc làm sao? Nó làm việc là nó sẽ bắt ngay lập tức cho cái người mà đã cầm cái lệnh không được gần cái người kia rồi đấy, đi vào tù, đúng không? Ra tòa. Chứ không có đơn giản như cái thằng khùng lâu, cái thằng điên, thằng khùng này nó muốn lấy tiền quyên góp của mọi người. Cho nên nó mới làm ra ba cái trò mèo, trò khỉ như vậy. Cho nên nói để cho những cái người không hiểu biết là đừng có bị trúng kế của nó, đúng không? Còn á, nó đe dọa ai á, nó không dám đâu, nhìn nó ngồi trong cái góc, cái xó đấy, đúng không? Xong rồi nó làm ra một vài cái bằng chứng như thế để cho những cái người người ta tin nó, những cái bọn chống cộng mới tin nó để quyên góp tiền cho nó, các bạn hiểu không? Chứ thực sự á, nó không có cái gì để mà đi đe dọa kiện tụng, ngu như bò ấy. Hello chị, hello Hoàng Vui, chào tất cả các bạn nhé. Mã đáo là thằng nào? Xin chào tị. Vậy hả? Mã đáo là ba que à? Phải không? Mời tí cao Hoàng Lan lên kìa. Tí cao đâu? Tí cao đâu? Mã đáo là ba que à? Không biết có phải ba que. Nếu mà là ba que cứ để cho nó nghe các em. Đâu có sao đâu. Mình block nó thì mình nói nó đâu có nghe được. Nếu mà là ba que. Ba que cũng không sao, nếu mà lịch sự thì mình vẫn nói chuyện được. Nhưng mà chửi bậy tùm lum thì mình không cần tiếp cái bọn đấy, mà mình để cho nó ngồi đó nó nghe. Còn nếu mà là ba que mà ăn nói lịch sự li lạ, li xả vẫn sẵn sàng nói chuyện tranh luận. Không sao hết. Tại vì mình cần cái người đối lập và mình cần để tranh luận với nhau để mà tìm ra cái chân lý. Chị có biết chợ cột đèn không? Biết, nhưng mà bây giờ bảo Lisa tả chắc quên rồi. Đây, mã đáo xin lên cho ba que hay là bốn que gì không biết. Chào Lisa Vũ nha, chào Giang Hạo. Hello, em chào chị Lisa Vũ, em chào tất cả anh chị Hello, chào em. mã đáo. Không đưa mặt ra xem đẹp trai không? Ủa, mặt em ai cũng thấy rồi mà. Chị đâu có biết đâu. Em ở Trời ơi, đâu em lên nhà chị làm khách mời hoài, chị Cao Hoàng Lan chứ chọc chị đó mà, chứ chị nghĩ sao em ở quê. đấy? Chị Chị Cao Hoàng Lan chị chọc chị. chị nói thật là chị để lên đây chơi chị cũng chẳng để ý đâu, tại nhiều người quá mình làm sao mình nhớ được, đúng không? Dạ, thật sự ra thì bây giờ cũng đề tài của chị thì em cũng chia sẻ cái đề tài của chị là như thế này. Cái vụ mà chỗ của Hùng Lân với Hùng Hùng Trần là chị có coi clip đúng không? Cái vụ mà Hùng Hùng Lân với lại chỗ Hùng Hùng Trần á, kiểu mà thách đố nhau á, thì thật sự ra thôi bây giờ để đi vào cái chủ đề của chị đi. Thật sự ra cái tổ chức chống cộng á, từ tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh nè, tổ chức Phan Kỳ Nhơn nè, tổ chức Đảng Việt Tân nè, cũng như cái diễn đàn Tân Thái và Penny Trương nè, Huy Đức nè,
À, vì vậy cho nên rằng là em nghĩ ở đời nó có vậy nè chị nè, không ai mà đi làm không cả, Đúng rồi. người ta cũng vì cái đồng tiền người ta mới đi làm thôi. À, nó ngay này, nó thẳng là như vậy. Mà cái một số người dân Việt Nam mình, em nói một số là số ít chứ không phải nó thuộc vào số nhiều. Một số ít á thì chỉ có những cái thành phần là dân chú cùi ở trong nước, rồi nó nghe cái bọn chúng nó kích động thôi, kích động rồi là nó dụ nó thâu 10.000, nó gì nó quăng về cho Việt Nam mình có 1.000, thì em hỏi chị cái đó nó đâu là sao. Bây giờ em cho nó gửi 10.000 thẳng về nữa, nó cũng giết dân mình chứ, nó cũng không có phải làm lợi ích gì cho đất nước mình, chị thấy không? Đấy. Nhưng mà tại sao là nghe, bởi vì có nhiều thằng ở Việt Nam, em nói chị nghe thế này, những cái thằng mà dân chủ cụi đi chống cộng không, chẳng hạn như cái nick Lê Thương á, bản thân của cái nick đó, cái người đó mà họ mà có công ăn việc làm ổn định, em nói thì chị có không ai mà ở Việt Nam mà rảnh mà đi live stream một ngày, em mới có chục lần thời gian ở đâu mà đi live, thì cũng đi lên sàn 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 chữ cộng sản rồi, rồi chữ này chữ nọ để làm gì, để gây kích động ở hải ngoại, tưởng mình là đấu tranh thiệt, gửi tiền về để mà đi ăn. Nhưng cuối cùng là gì, đầu trâu nó đi lừa đầu bò đi lừa đầu trâu, cuối cùng là tụi nó tự hút nhau, tụi tự nó chém nhau, chứ làm gì có cái chuyện mà lật đổ chế độ. Mà lật chế độ làm giống như cái nồi cơm gì dễ lật lắm, mà muốn lật chế độ là phải lật đến cái chỗ mà cái người dân. Hello chị Lisa Nguyễn, Lisa Nguyễn rồi chị Lisa Vũ, mấy tên Lisa dễ thương quá đó, thấy không? Thế cho nên em nói chị là tụi nó chỉ có toàn là lừa nhau. Mà trong đây có nick Cao Hoàng Lan, mà bữa chị đưa cái like mà ở nhà thằng Côi á, à, xin lỗi, cái like mà chị đưa bên chỗ nhà Lưu Quyền Mẫn á, mà Cao Hoàng Lan mà tỷ lên chia sẻ đó, là có tỷ trong đó đó, là cái nick đó đó, là Cao Hoàng Lan là tỷ đó, cho đó cái nick đang nói nè, nó được tiền hải ngoại bơm cho nó chửi đó, cái nick Cao Hoàng Lan đó, chọc nó tỷ, mời lên, mời nick Cao Hoàng Lan lên để cho tỷ chửi cho cái bọn hải ngoại cho nó thông não bớt đi. Hello chào Ni Quỳnh Hồ nha, chào tất cả anh chị em. Nói chung Ba tâm là sự như vậy. theo chị thấy thì chúng nó biết chứ không phải chúng nó không biết đâu, nhưng mà tại vì chúng nó kiếm tiền ở trong cái cộng đồng ấy nó quá dễ dàng đi, cho nên chúng nó cứ kiểu như là gà què ăn quẩn cối xay đấy. Cái thằng Hùng Rồi, Lân đúng rồi. ấy chắc là không làm ăn gì được rồi, bây giờ quay ra thấy dễ kiếm tiền quá là bắt đầu chui vào chống cộng để lừa đảo bà con ấy. Xong rồi nó nói là nó kiện Bình Hồ, nó kiện được chưa, chả thấy nó kiện được cái ai mà chuyện nó đó cứ đi. thì khoan, Ủa sao tự alo chị nhiên còn nó nghe lại. không chị? Alo chị còn nghe không chị? Ngon nghe em nói gì? Dạ Ừ dạ em nghe chẳng hạn như vừa vừa nghe cái ông mà có nick là Hiến Pháp Mẫn á, em nói chị cái chính tả ghi cũng không xong, mà vừa. khi mà mình chất vấn, mình hỏi là tôi là nhà báo tự do, ủa anh có thể không, anh có trình độ học mà anh tự xưng anh là nhà báo, chẳng lẽ ai có điện thoại cũng là nhà báo tự do cả, ít Ai ra anh phải ai học có cái chuyên môn. Ý em nói là cái nick mà thằng Hiến Pháp Mẫn là cái thằng đứng ra chống cộng á, đòi lật đổ, bây giờ chui đầu qua bên Thái ở đó, vậy thấy không? Mà bây giờ mình xem xét những người mà chống cộng ở trong quốc nội, không có cái anh nào mà gọi là có cái trình độ, cái kiến thức học để phân tích một cái like để cho nó hoàn chỉnh, toàn có nghĩa là cứ cứ tự mình mang cái áo giáp vô, ta là nhà báo tự do, ta là người có ăn học, ta là thế này thế nọ. Đúng rồi, Lê Bình Hồ, Hiến Pháp Mẫn là rồi cái tổ chức của Châu Tâm cũng vậy đó, cũng kết nối với Huy Đức là cái bọn Tân Thái, rồi có cuối cùng là đi buôn người tị nạn, toàn là lừa lừa đảo lừa dối.
chống gì ở đây. Còn nếu mà cái ông cộng sản này mà ổng mà mất uy tín thì 44 năm là người dân nó lật đâu, không còn để cho mấy người đi lật. Mời 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 chị. À, cái bọn mà Việt Tân hay là những cái hội đoàn gì mà nó voice này kia các thứ đấy thì nó cũng có bảo lãnh được cho một vài người tị nạn qua, thì nó dùng những cái đấy để nó làm quảng cáo. Cái bọn đấy là bọn buôn người, bọn đấy nó lấy tiền từ chính những cái người muốn đi hải ngoại nữa, xin nói cho bà con biết như thế. Cho nên là tất cả mọi người ở Việt Nam phải cẩn thận, đừng có tin vào những cái bọn đó, đừng có bị lừa đảo. Sang bên Thái chỉ có đi ăn mày thôi. Thái sang đấy nhìn người ta khổ hơn Việt Nam nữa kìa. Thì đó, thì em nói với chị nghe đây nè. Một khi mình đã làm một nhà truyền thông, thí dụ như cái diễn đàn của chị Lisa Vũ nha, chị mở ra là anh em chia sẻ cho vui. Và mình có những cái tiếng nói gì mà mình bảo vệ quê hương. Chứ thật sự ra là theo như em nghĩ, chứ như chị là Lisa Vũ cũng không phải là một nhà truyền thông. Chẳng qua là kết nối cộng đồng và chia sẻ cho vui thôi. Đó. Nhưng mà ngược lại, những người chống cộng họ họ có một cái lý luận mà lập luận như vậy chị nè. Họ nói là họ một nhà truyền thông, một nhà truyền tin để kêu gọi để cho người đồng bào trong quốc nội để mà đi đấu tranh. Thì em hỏi chị đấu gì ở đây? Đấu tranh là có nghĩa là gì? Bây giờ mình phải hiểu cái từ đấu tranh là cái gì. Mà đâu bây giờ mình hỏi lại một nhà truyền thông, mà truyền thông cái gì? Cái gì mới gọi là truyền thông? Cho nên họ toàn là mượn cái danh từ mà họ lấp liếm để trong cái vấn đề họ kêu gọi vấn đề quyên góp cái đồng tiền thôi. Chứ thật sự nếu mà hiểu được hai chữ truyền thông thì anh mới là chuyện truyền thông. Anh hiểu được hai chữ có nghĩa là chống cộng, anh mới là người chống cộng. Anh không hiểu được hai từ truyền thông. Truyền thông là cái gì? Là truyền thông, là truyền tin, là đưa về vấn đề sự thật. Còn họ là họ làm tin tức, tin để mà tức gì à? Đọc tin để mà tức, mà để cho cuối cùng là mình ở trong quốc nội, là mà trong quốc nội mình mới dễ có những cái câu phản biện. Mà thật sự mà họ làm truyền thông về những cái thông tin mà của ông nhà nước mình á, ông đưa trên TV ra rã hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, bắt đầu lấy cái tin đó nó mồi ra, bắt đầu là nó thiêu dệt. Thay vì cái bài văn của ta đọc không? Bài văn ta đọc đúng theo cái đúng bài văn, thì nó lấy cũng cái bài viết đó mà nó thêm mắm thêm muối vô. Như thế nào là truyền thông? Cho các bạn biết là ở bên hải ngoại này, nếu mà mình muốn làm bất cứ một cái gì đó mà để mà có cái thu nhập là mình cũng phải xin đăng ký. Nếu mà là một cái nhà báo là người ta phải có học vấn, người ta phải đi học lớp đó và người ta phải có bằng đàng hoàng, rồi người ta phải mở ra một cái truyền thông. Ví dụ như là một cái truyền thông người ta mở ra, người ta phải có cái tên tuổi của người ta cũng phải có cái bằng. Ở bên này nó gọi là license, nó phải tốt nghiệp này kia các thứ. Rồi nó làm chủ một cái diễn đàn, ví dụ như diễn đàn TV hay là cái gì để nó lấy quảng cáo. Xong rồi đấy, ví dụ như nó có mua, nó có thuê những cái người không có bằng đi trong nữa đi kiếm để đi phục những cái tin tức để mang về cho nó. Thì khi mà những cái tin tức đấy mà nó đăng lên cái đài của nó thì nó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cái nội dung ở trong đó, đúng không? Cho nên là khi mà nhà nước mà thấy mà cái nội dung ở trong cái đài này bị sai thì nó gõ cái đầu của cái thằng mà mở ra cái dịch vụ đó. Đó, đây là như thế. Còn mình nghĩ là ở Việt Nam cũng vậy thôi. Nhưng mà những cái thằng mà đi săn tin á, là những cái thằng không có bằng cấp gì hết, mà chỉ đi săn để mang những cái tin về để nhanh về cho cái thằng chủ. Thằng chủ nó ra thì nó phải chịu trách nhiệm với những cái nội dung đó. Đó. Đúng, chính xác. Nhiều... Yeah, đó chính mới xác, gọi là truyền thông. Đó mới gọi là nhà báo, có bằng cấp, có này kia các thứ, còn mấy cái ông cứ vỗ ngực ta. Nhưng mà người ta chịu trách nhiệm cái bản tin mình đưa ra chị. Thí dụ bây giờ em đưa ra một cái bản tin đó, được vấn đề là kiểm duyệt qua các ban ngành, rồi xong mới đưa cái tin ra, mình phải chịu trách nhiệm những gì mà thông tin mình đưa ra. Nếu có người nào kiện thưa vấn đề đó thì anh phải chịu trách nhiệm về mặt cái truyền thông qua.
Còn mà làm truyền thông cái gì mà đưa những cái thông tin, có nghĩa là em nói thiệt chị á, cái chuyện cái chuyện mà có nghĩa là không có dựng lên cho có, mà khi mà người ta nói vô, ta nói ô mấy cái đám này là cái đám bưng bô, cái đám này là cái đám gì AK dư luận viên, cuối cùng là họ chỉ có chụp mũ cho bọn mình là như vậy thôi. Mà trong khi á, mà họ nói là họ đấu tranh cho những người trong quốc nội, mà đấu tranh gì, mà trong khi mình cũng là người ở trong quốc nội, mình nói ra thì họ nói mày là bị cộng sản nhồi, mày là bưng bô. Ủa anh nói anh đấu tranh cho người quốc nội, trong trong người quốc nội nó cũng có cá nhân của tôi, mà mấy anh mà tôi cất cái tiếng nói người trong quốc nội thì anh bảo thì tôi là bưng bô, có phải là anh là lữ không xương gì đường đất léo không, môi không dành thì nó mới bứt tung. Nó nên Lisa ngồi đây nói mà nó bảo Lisa là dư luận viên ăn tiền của cộng sản. Nên Lisa mà là dư luận viên hay là là Việt Cộng chứ, Việt Cộng nằm vùng ăn tiền của cộng sản rồi nói là cái gì báo cảnh sát để trục xuất Lisa về. Mẹ cái bọn nó ngu như là chó. Nói riêng cho cái bọn Bắc Que chống cộng này, tất cả những cái người chúng mày cho rằng Việt Cộng nằm vùng á, cái gì gọi là nằm vùng? Nằm vùng thì người ta phải im lìm, người ta lặng lẽ, người ta hoạt động, người ta xâm nhập vào cái cộng đồng của chúng mày. Đúng. Cho nên là cái lũ chống cộng Ba Que có người nằm vùng chứ không phải không có đâu, rất nhiều. Thế nhưng mà người ta không bao giờ người ta lộ mặt đâu. Có khi chính cái thằng Ngô Kỷ nó lại là Việt Cộng nằm vùng thì sao? Chính xác, chính xác. Cho nên em, là em... Chúng mày đừng có tưởng em rất một khi ủng hộ cái chỗ chị cái đó đúng chính xác. Cái điều ở đây nè, bởi vậy cho nên ấy, bây giờ chúng nó quay ra quay vào nó chửi nhau là Việt Cộng hết à, thằng nào cũng là Việt Cộng, thằng nào cũng là cộng sản hết, tại vì chúng nó bây giờ chúng nó vỡ hết rồi, như cái đá ong vỡ tổ ấy, cho nên là thằng nào nó cũng bảo là Việt Cộng hết. Chứ còn nói Việt thì Cộng chính mà... để cả những người mà đấu tranh ở hải ngoại mà đấu tranh thì khi mà người ta cất cái tiếng nói ra mà không đúng đúng ý của ảnh, ảnh cũng cho đó là thành phần mà Việt gia. Em nói ủa như vậy là trên cái cộng đồng mạng này anh nào cũng là Việt Cộng, anh nào cũng Việt gia, vậy là anh chống ai đây? Anh chống ai đây? Bây giờ tôi chỉ nói là lấy cái con số nhiều và cái con số ít, thì con số nhiều chắc chắn là nó sẽ thắng thôi, mà anh con số ít mà anh chống gì đây? Cho nên em nói anh với cả nhà và chị nghe thế nè, thật sự ra mà nói á, đất nước nào cũng vậy, hay một tổ chức nào cũng vậy, hay một cái gia đình nhỏ cũng vậy. Thí dụ bây giờ em nói đất nước thì nó quá rộng, thôi mình nói cái gia đình để cho nó dễ đi. Thí dụ bây giờ cha mẹ đẻ ra 10 đứa con, đâu phải là 10 đứa nào là nó cũng nghe lời cha mẹ đâu. Có đứa thì ngoan, có đứa thì tốt, có đứa thì xấu, có đứa này nọ. Thôi bây giờ mình nói cái câu là 9 người thì 10 ý, là trong gia đình. Nhưng mà bây giờ về mặt cha mẹ, người ta quản lý thì nó thôi bây giờ là họ mong muốn rằng 10 đứa con mình là đừng có thế này thế nọ, cố gắng sống và làm việc cho nó có hiệu quả để cái kinh tế gia đình đi lên. Thì cha mẹ muốn vậy, nhưng mà có những cái đứa con mà nó không nghe, nó đi chích xì ke, thì bây giờ mình có mình nói mình khuyên nhủ đủ điều rồi thì cuối cùng nó không nghe, thì mình phải có một cái sự gì cái chế tài. Còn mình chế tài không được thì mình nhờ pháp luật người ta can thiệp vào, người ta đưa mình đi đi cai nghiện. Cái thành phần đối ở trong Việt Nam không vậy, không có chính phủ, không có đảng, không có nhà nước nào mà đi xúi dân đi làm bậy, mà chỉ có những người dân đó họ không có cái ý thức, người ta không có tự chủ cái bản thân, bắt đầu người ta gì muốn tự tung tự tác là bắt buộc phải gì, phải chế tài anh. Chế tài anh để làm gì? Để cho anh hiểu được vấn đề. Sorry em, chị trả lời Nguyễn Đăng. Nguyễn Đăng hỏi là vậy Mã Đáo cho biết quốc ngoại ở đâu, sao có quốc nội, quốc nội, quốc. Nguyễn Đăng cái từ địa phương á, anh chát cái đó là cái thầy của từ địa phương á, quốc á. Cái quốc nội mấy quốc ngoại là do cái bọn Ba Que nó dùng thôi, chứ người ở trong Việt Nam đâu có dùng quốc ngoại mấy quốc nội đâu, đúng không? Quốc ngoại là cái bọn nó chạy, Ba Que nó chạy sang bên kia rồi thì nó cho nó là những cái người là Việt những Nam người quốc ngoại.
chính xác, chính xác. Cho nên là nó nói là còn những người ở Việt Nam thì chúng nó nói là quốc nội. Đó, quốc là gì? Chính bản thân chúng nó không hiểu quốc là quốc gia là gì hay là gì. Chúng nó nói là người Việt quốc gia chống cộng hải ngoại. Là có nghĩa là nó là tổ quốc Việt Nam chống cộng ở hải ngoại. Tổ quốc là một cái đất nước, nhưng mà nó lại dùng cái đất nước của chúng nó ở Cali, ở Melbourne, ở Sydney, ở Canada, ở khắp nơi. Thế là một cái tổ quốc Việt Nam có bao nhiêu cái quốc gia, có bao nhiêu cái tổ quốc, chiếm hết cả cái thế giới này rồi, đúng không? Cái bọn nó ngu lắm, nó bảo mình là ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản quốc gia nào. Đó, đó là trả lời Nhưng cho mà thật bạn sự đó. là em thấy như cái diễn đàn của chị thường mở là chị cũng đâu có ăn cơm của ai đâu ta, cơm của chị ăn Không, à, công việc của chị làm chị ăn cơm của bọn cộng đồng. Bọn cộng đồng mà chống cộng nó cấp quốc tịch cho chị quốc tịch nhưng mà cộng đồng. chị đi 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 xa vũ. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, ông bà tao nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, có nghĩa một ngày mà không làm thì một ngày không có ăn, đúng không? Đúng, Thì bây đúng. giờ thử thử mấy người chống cộng á mà bảo rằng á, là ai cũng là gọi là việt gian nằm vùng á, thì biểu người ta đừng làm, thử thử các ông bà có đem cơm tới cho họ ăn không, là tự nhiên biết liền à. Cái lập luận nó khập khiễng, mà cái lập luận nó không có đúng. Nhưng mà họ mình nói ra được cái sự thật á, thì họ bảo mình á, là ôi cái đầu mày đầu tôm, đầu mày là đầu đó, mày chỉ ở trong quốc nội nhiêu đó thôi là mày đến đó là hết rồi. Ủa sao kỳ vậy? Người Cái ta thời nói buổi này là cái thời buổi gì mà bảo rằng là bưng bít là sao ta? Em nói thiệt cái chứ với chị đi xa vũ nha, ở bên Cali á, em nói ví dụ vậy, ở bên Mỹ á, lỡ nó cháy cái đám rừng nào bên Việt Nam mình trong vòng 3 giây là mình biết à. Tại vì cái người này không lay pin thì cái người khác lay pin á, rồi cái mình cầm cái điện thoại mình quẹt quẹt lên thì mình thấy liền à. nói thật một câu là Việt có cộng sản, có người nằm vùng ở trong cái cộng đồng đấy, nhưng mà không biết là ai. Có thể là chủ tịch cộng đồng, có thể là nghị viên, có thể là chính thằng Ngô Kỷ, hay là có thể những cái người mà người ta một khi người ta đã nằm vùng ấy, người ta toàn nằm lớn thôi, người ta không nằm nhỏ đâu, hiểu chưa? Thì nó mới lái được cái cộng đồng đấy, nó chạy vòng 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 vòng, Hay cuối hay cùng hay nó làm cho tung con mẹ nó lên rồi, bây giờ không biết thằng nào là cộng sản nữa, đúng không? đó, Cho cũng nên là em cũng bổ sung cái ý của cô tỷ nè, cô tỷ Lilisa nè, là cái like của Ngô Kỷ nói thằng nào mà cầm cờ cờ đỏ sao vàng là thằng đó là cộng sản, thằng đó là bưng bô cho Việt Cộng, thằng đó là bưng bô cho cộng sản. Ủa như vậy Bắc Trưng về Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng, như vậy là Ngô Kỷ cũng nên gặp Bắc Trưng mà chửi đi bưng bô cho cộng sản luôn giùm cái coi. nói chung là Sức chúng nó kỳ là cái vậy. bọn tiền rồi. Nói tóm lại, tóm gọn là chúng nó như vậy. Nhưng mà cái thằng chúng nó, các bạn thấy không, mình lên đây mình Hello chỉ thằng nói nói nha. là chia sẻ lý do mà mình lên đây, tại vì Hello mình chào muốn chị Yến cho Trần. các em, các cháu, tất cả những cái người ở Việt Nam hiểu rằng cái bọn ở bên này nó chẳng là cái gì Thôi ở bây bên giờ cái thế xứ. này, chị Cao Hoàng Lan có còn trước máy không vậy? Chị Cao Hoàng Lan gửi bấm OK mời chị lên để chia sẻ vấn đề cái tụi mà ở hải ngoại chống cộng cực đoan. Mà chị Cao Hoàng Lan này chứ nhiều cái ý tưởng lắm, cho nên là thôi trước khi xuống nhà chị chúc chị Lisa Nguyễn sức khỏe. À, xin lỗi chị Lisa Vũ sức khỏe và chúc tất cả anh chị em online được vui vẻ nha. Bye bye. Chị mời chị Cao Hoàng Ok, Lan giùm em đó. Dạ. bye bye. Ai cũng chống cộng mạnh nhất, có khi thằng ấy là cộng sản nằm vùng đấy, chính xác. Tại vì khi người ta chứ không ai phơi mặt lên đây như Lisa, nó bảo Lisa là Việt Cộng là cái gì xong rồi nó để cả thời gian ra, nó chế bài hát để nó chửi rồi này kia các thứ. Chúng nó chỉ là cái bọn mà mình khinh thôi, mình chỉ để làm trò vui giải trí cho mình thôi, chúng nó chả là cái gì đâu, đúng không?
Còn cái thằng Hùng Lân á, nó làm như vậy để nó muốn kiếm tiền quyên góp của cái cộng đồng đó. Thế thằng nào ngu thì cứ quyên góp cho nó, cho ngu cho chết bớt đi, kệ cho chúng nó chơi nhau. Chứ còn chúng ta thích nói cái gì thì cứ nói, còn thằng nào muốn kiện thì cứ đi kiện đi, mình không có mang nó đi, mang cá nhân của nó nên mình bôi nhọ nó, hay là mình làm cái gì nó, hay mình đe dọa nó, mình chả sợ cái gì hết, làm đúng pháp luật của Mỹ, của cái đất nước mà mình ở đó. Bạn nào muốn lên thì bấm vào lên xong rồi này. Do đó chữ quốc nội đâu dùng được, quốc ngoại có đi nữa thì Việt Nam có hai phần, phần quốc nội ngoại ở đâu không biết. Chúng nó không nhờ cộng sản làm sao chúng nó sang bên Mỹ, chúng nó chiếm hết cả một cái lít hồ Sài Gòn nữa, đúng không? Nó nhờ cộng sản nó mới được bước chân vào Mỹ chứ, nó mới sung sướng như thế chứ. Bây giờ cho nó thắng Việt Cộng đi chăng nữa nó cũng không yên được đâu, tại vì những người Việt Nam không để cho chúng nó yên đâu, đúng không? Chúng nó còn khổ nữa, nó phúc tổ 70 đời nó được chạy sang Mỹ. Nó làm cái gì nó lên lên nó chửi. Rồi hôm qua mình mới xem một cái đoạn là một cái bà nào ấy đi 30 tháng 4, con gái này chạy xe máy xong rồi đi bị cảnh sát giữ lại, xong hỏi nó là giấy tờ không, có giấy tờ, xong bà ấy quay clip lên bà ấy chửi, bà ấy nói thì mình thấy cũng buồn cười ấy. Đó đó là cái lý do tại sao Việt Nam mình những cái luật pháp người ta chưa chặt chẽ được, bởi vì cái con người đấy có những còn rất là nhiều người thiếu thiếu ý thức, thiếu học thức, không hiểu được cái luật pháp là như thế nào, tại vì người ta chỉ nghĩ nó sống nó cái kiểu nó quen rồi, có nghĩa là rồi lại nghe những cái bọn hải ngoại nó bơm vào nữa, xong cứ động một cái là già mồm ra ăn vạ. Cái bọn đấy ấy, phải tống nó sang hải ngoại nó sống một thời gian thì nó mới hiểu được cái chỗ nào là cái chỗ sung tự do, pháp luật tự do thoải mái, chứ nó cứ ở Việt Nam không, nó cứ cứ sống quen cái kiểu ở Việt Nam nó quen rồi cho nên nó không hiểu, phải tống cổ nó sang bên này á một thời gian nó mới mở cái mắt nó ra. Ở bên này á các bạn, trước khi mình lên xe mình phải có bằng lái, không xe rung các thứ đèn đung là phải đàng hoàng, không nên trèo lên xe là phải thắt dây an toàn, phải có bằng lái cầm trong tay, khi cảnh sát nó hỏi là phải chìa ra cho nó, chứ không có cái vụ ôi tôi quên để tôi chờ tôi về tôi lấy, chờ em cả tiếng đồng hồ không thấy thì người ta phải đưa xe đi chứ, cảnh sát nó đâu có thời gian nó đứng ở nó chờ, đồ điên. Chị Lisa nói đúng. Thì nói chung là Lisa nói là Lisa không phải lên đây để kiếm tiền, Lisa không có cái gì ở YouTube, mình không bỏ một cái gì của mình lên trên đấy hết. Mình nói đây là bạn nào thích lấy thì lấy mà kiếm được tiền thì cũng là một cái hay cho các bạn, thì mình nói nhiều một tí để cho mọi người, nếu ai dùng cái clip của mình kiếm tiền được thì cái đấy cũng là một cái quyên góp. Hy vọng nó kiếm được tiền thôi, chứ mình lên đây mình kiếm tiền làm gì, nên đang ngồi chơi vui rồi nói chuyện chia sẻ cho những cái anh chị em ở trong Việt Nam á, chủ yếu là người Việt Nam thôi, để hiểu được cái cuộc sống ở bên này, đúng không? Để đôi khi mình bình tĩnh lại, mình suy nghĩ, hoặc là mình đừng để cho cái bọn bên này nó lừa đảo mình, rồi chính bản thân mình có thiệt hại, đúng không? Tại nên sao là người Việt Nam, nói tại sao mình ghét cái bọn bên này, tại vì mình là người Việt Nam. Mình không muốn ai người ta nhìn mình, cái người Việt Nam mình là một cái người tệ hại. Nó cứ mang cái cờ ra ngoài, nó làm rầm rộ đường phố lên, xong nó làm ba cái trò. Nó làm cho mình con người có tự trọng mà, đúng không? Người ta bảo là cái gì xấu thì che, tốt thì khoe, đúng không? Cho dù mình xấu, xấu thật, nhưng mà mình với mình biết với nhau. Tại sao mình cứ phải dương ra, mẹ chúng nó không bê cái
cờ ba sọc ra thì đâu có ai biết nó là ai đâu, đúng không? Nhưng mà cái đấy, cái bọn đấy nó có một cái tổ chức, nó làm tiền, nó lừa đảo hơn 40 năm nay rồi. Còn nó suốt ngày nó nói là cái đất nước này đất nước kia không nhận cái lá cờ của chúng nó. Công nhận cái gì? Ở bên này á, mình đăng ký một cái gì đại diện cho một cái thương hiệu của mình, nó đăng ký cái quần nót lên cũng được, chứ không không nhất thiết phải cái cờ ba sọc đó, hiểu chưa? Cái cờ ba sọc đó chỉ đại diện cho cái cộng đồng Việt Nam ở nơi này thôi. Rồi chúng nó dùng cái đấy, rồi chúng nó nước này nước kia nó thông đồng với nhau, rồi nó hợp thành một cái bọn để lừa đảo tiền của người quyên góp. Thế mình vạch cho mấy cái người ở bên này này, mình nói là chúng nó nói là đừng có gửi tiền về Việt Nam. Tại sao nó đi kêu gọi quyên góp để gửi về cho những cái người bị, nó nói là nhiều trẻ em bị đói rồi nhiều lụt lội rồi cái gì nó mở đại nhạc hội ra nó quyên góp. Thế vậy thì nó gửi tiền về cho ai? Thì nó cũng gửi về cho cộng sản vậy. Trong khi người ta có gia đình ở Việt Nam, người ta gửi về, chúng nó bảo người ta đừng gửi, gửi là giúp cho cộng sản. Thế chúng nó đi quyên góp để làm gì? Có phải gửi về cho cộng sản không? Thế mình mới vạch ra cho người ta hiểu. Mấy chục năm nay rồi cứ đâm đầu cắm cổ và làm những cái chuyện đấy, xong rồi quay ra chống cộng, chống với mả mẹ chúng mày. Đó, cho nên là lý do mà mình lên đây mình nói, tại vì mình là người Việt Nam, mình có cái lòng tự trọng của mình, đúng không? Cho dù ok, người Việt Nam không phải là tốt hoàn toàn, rất nhiều người xấu, nhưng mà mình là người Việt Nam, mình vẫn bênh người ta, cũng giống như trong gia đình mình thôi, đúng không? Cha mẹ gia đình mình cái gì mình đâu có mang những cái xấu của gia đình mình ra để khoe với thiên hạ đâu, đúng không? Cái đấy là lòng tự trọng của con người. Chứ còn mình, nó bảo mình là Việt Cộng nằm vùng rồi thế này, đe dọa này kia các thứ, sợ cái cục ký tao ấy, tao thách chúng mày đấy, bố tiền sư khỉ của nợ. Bên này không ai quyên góp cho chúng nó, tại vì người ở bên Úc là khôn hơn cái bọn ở bên Mỹ. Thế bọn người ta không ngu để cứ quyên góp vào bây giờ. Hơn nữa, cái thứ hai nữa ở bên này, bên Úc này, chính phủ nó không, nó cắt rất là nhiều cái tiền cho cái cộng đồng đấy, cho nên nó không có không còn tiền để nó đi lừa người ta nữa, đúng không? Chứ còn là nếu mà chính phủ mà cho nó nhiều, nó vẫn cứ đi vận động để nó quyên góp à. Bây giờ không ăn được của chính phủ nữa rồi, cho nên nó mới im rồi. Còn cái bọn ở bên Mỹ nó ăn từ những gì? Ăn từ những cái người mà làm ăn á. Người nào làm ăn mà không giúp chúng nó, không quyên góp này kia các thứ, nó đến nó quậy. Nếu giúp chúng nó thì có thể nó làm cho ví dụ cái nhà hàng đi, hôm nay nó mở đại nhạc hội, nó mở cái nhà hàng này, đúng không? Nó ăn dây mấy cái thằng chủ nhà hàng đấy, nó mang người cộng đồng đến đấy mở đại nhạc hội hay là ăn uống này kia các thứ, thì cái nhà hàng đấy nó lại được lời, thế hai thằng nó đều lời. Đó là cái sự quảng cáo của nó, đúng không? Cũng giống như là cái thằng tỷ phú gì ấy, dùng dùng cái xác của Lý Tống để quảng cáo. Quảng cáo thì phải trả tiền đó, nó quay ra nó cho mấy tiền để chôn đấy, nhưng mà không có may mắn làm, tại vì bệnh viện nó không cho dùng cái thuốc đó, đúng không? Rồi đi tìm những cái ông bà gì bị bệnh bệnh tiểu đường gì để quảng cáo. Mẹ cha nhà nó từ xưa đến nay mình chưa bao giờ nghe thấy bộ uống rượu chữa được khỏi cái bệnh bệnh tiểu đường bao giờ ấy. Đấy, bọn chúng nó là như vậy, chúng nó phải dùng vào cái cộng đồng đấy để nó làm ăn. Cho nên là mọi người khôn thì đừng để nó lừa. Còn cái chính thức là cái thằng Hùng Lân ấy, chuyên môn đi đe dọa kiện người này, kiện người kia để nó lấy tiền quyên góp, nó lấy tiếng trong cái cộng đồng đó. Để nó lên, thì bây giờ nó ra tòa thì nó phải cần tiền chứ. Bây giờ mọi người quyên góp đi, quyên góp để tôi ra tòa, quyên góp cái gì, quyên được mấy tiền chạy bố đi, nó không đến tòa nữa làm gì nó.
mà làm gì có ai phải phải có cái gì thì mới ra tòa được chứ, tự nhiên chửi nhau ở trên Facebook đưa nhau ra tòa đó, nó ngu không thể chịu được. Xong rồi mình nói và bắt đầu nó quay ra nó xuyên tạc, nó chế bài hát chúng nó, cái bọn đấy công nhận mình cũng nổi tiếng thật, nổi cả sang Mỹ nữa. Nó nói chị là Việt Cộng nằm vùng thì chị tự hào đấy. Ừ, chị làm gì có tư cách để làm nằm Việt Cộng. Các bạn thấy không, ngay từ Việt Cộng nó cũng không hiểu nữa. Đúng không? Việt Cộng là chỉ trước 5 7 năm mới có người Việt Cộng. Việt Cộng là ai? Việt Cộng là những cái người giải phóng quân đó, người ta vì cái đảng đối lập với lại cái bọn đó có giấy tờ, có rõ ràng bà Nguyễn Thị Bình còn ký giấy tờ hiệp định ở Pháp nữa, đúng không? Cái đảng đối lập với là đảng chính thức của cái bọn cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, nhưng mà nó tìm người ta, nó vin vào người ta là khủng bố này kia các thứ, nó giết, cho nên người ta mới phải nằm vùng, người ta vào trong bóng tối để người ta hoạt động đánh lại chúng nó. Nhưng mà cái đảng đấy chính thức là đảng đảng chính thức, nó có cho đa đảng đâu, đúng không? Chính chúng nó đâu có đa đảng đâu, đảng đối lập mấy cái thằng Ngô Đình Diệm, mấy cái thằng Thiệu là thằng đảng gì hả? Chúng mày có đa đảng không? Cái Việt Cộng là những cái người đa đảng, mới đảng đối lập với chúng nó đấy, chúng nó đâu có cho người ta sống đâu, thì người ta phải nằm vùng, thời đó mới có Việt Cộng, hiểu chưa lũ ngu? Việt Cộng là cái gì cũng không biết mà cứ suốt ngày chống Việt Cộng. Có nhiều người muốn mình là Việt Cộng nằm vùng mà không được. Đúng rồi, năm thời đại này làm gì có Việt Cộng. Thì chỉ trước 5 7 năm mới có Việt Cộng thôi. Việt Cộng thì nên già nói đó, Việt Cộng là cái chữ của tiếng Anh, nó lấy cái chữ đầu mấy cái chữ thứ nhất tới chữ thứ hai, đúng không? Cái Victor, Victoria là giống như là giải giải phóng ấy, là thắng lợi là giải phóng ấy. Còn là Charlie là một cái người gì đó, đại khái là nên sao quên mất, là người giải phóng quân đó, là nó lấy hai cái chữ Victor với Charlie, CH mà, thì nó lấy chữ C đó, rồi chữ V Victor nó ghép vào nó thành VC. Thì cái bọn kia ấy, nó lại dịch ra là Việt Cộng, có nghĩa là cái gì, Việt Việt là người Việt, Cộng là cộng sản đó. Thế bây giờ người ta cũng lấy là VC thì chúng nó cũng là Việt Cộng, nếu mà nói ra như thế, Việt Nam là Việt Nam, Cộng Hòa là cũng là cái chữ đầu tiên cũng là C, chúng là chữ cũng là chữ cờ, thì nếu mà nói như thế thì nói gọi chúng nó là Việt Cộng cũng được, hiểu chưa? Chúng nó tự chế ra thôi, chứ còn nó cái chữ VC á, là nó chỉ người giải phóng quân, là cái tên là người giải phóng quân, cái đảng nó là đối lập với cái đảng Cộng Hòa đó, nhưng mà nó cho người ta ra đa đảng đâu, chính bản thân chúng nó đâu có cho người ta đa đảng đâu, chúng nó giết người ta đó, tìm Việt Cộng giết đó, đúng không? Nếu nó thực sự đa đảng thì nó đàng hoàng nó cho những cái người đấy thành một đảng để nói chuyện rồi. Xong rồi đến bây giờ cái chữ Việt Cộng ấy nó in sâu vào trong cái óc của cái bọn 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 ngụy rồi, cho nên nó sợ, nó bị đe dọa từ ở Việt Nam chứ không phải sang bên hải ngoại nó mới bị đe dọa đâu. Chẳng hạn cứ ai mà bị nó gắn vào cái chữ Việt Cộng một cái nó bắn bùm phát chết, đúng không? Cho nên người ta rất sợ, sợ từ ở Việt Nam cho đến sợ sang bên này, sợ cái bọn kia nó đàn áp chính thức là như vậy, cho nên rất tội cho những cái người mà bị chúng nó đe dọa, đúng không? Tại vì họ không hiểu biết gì hết, họ bị in sâu vào trong cái đầu từ xưa bị cái bọn Việt Nam Cộng Hòa nó đe dọa rồi, cho nên sang đến bên này họ cứ nghe thấy chữ Việt Cộng nó họ sợ rồi. Sợ không phải sợ Việt Cộng mà sợ cái bọn đó nó đàn áp người ta. Đó là cái lý do tại sao cái người ở bên này sợ là cái thế. Cho nên nó cứ dùng cái chữ Việt Cộng để nó đe dọa người ta.
Rồi nó nói mình là Việt Cộng. Mình sinh ra ở ngoài miền Bắc, làm sao mà mình làm được Việt Cộng? Đúng không? Nó ngu lắm. Cho nên nói để cho nó những cái ông bà nào chưa hiểu thì suy nghĩ hiểu đi. Đừng để cho nó đe dọa nữa. Mà bây giờ rất là nhiều người ở hải ngoại người ta đứng lên rồi, người ta chửi lại chúng nó rồi. Người ta không sợ nó rồi. Người ta mang cả cờ ra rồi này kia các thứ. Tại vì người ta lâu nay người ta nghe chúng nó nói người ta điên quá rồi. Cũng như bản thân mình thôi. Mình tức chúng nó cho nên mình lên lên mình chửi chúng nó, mình nói thôi. Chứ ai hơi đâu đi đấy. Còn cái bọn Đào Minh Quân ấy, cái ông cái gì thả đấy, ấy khổ chưa, bây giờ gia đình thì tan nát, ông ấy thì đi tù, con ông ấy chạy sang Thái rồi, không biết cuộc sống như nào. Người ta đi tị nạn chính trị người ta phải đủ điều kiện, thực sự là tị nạn chính trị đúng không, bị làm sao đàn áp như thế nào, người ta phải có bằng chứng người ta mới được đi tị nạn. Đâu có phải đơn giản là cứ sang đấy nói tôi sợ, tôi ghét cộng sản lắm, tôi sợ, tôi không thích sống với cộng sản, thế là tôi được đi tị nạn đâu. Đâu có cái vụ đó đâu. Ở bên đấy người ta đâu có mù đâu mà người ta đi cứ suốt ngày đi tiếp cái bọn 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 tị nạn, kêu là tị nạn chính trị, cứ sang bên đấy thế nó đi mẹ sẽ hết bằng cách đó. Nó cần gì nó phải bỏ tiền ra hàng bao nhiêu trăm ngàn đấy để thuê người làm hôn thê thê giả làm gì, nó cứ đứng ra nó chửi cộng sản xong nó bảo là tôi bị đàn áp, thế là đi tị nạn. Ngu thì nó ngu vừa thôi. Còn cái thằng Hùng Lân ấy mày đừng có đi mày lừa người ta nữa nhá, tao nói cho mày nghe đấy, mày kiện cái thằng cụ nhà mày à hả, cứ suốt ngày đi đi đe dọa kiện hết người này đến kiện người kia. Cái luật pháp nào không cho người ta chửi chúng mày, không cho người ta thích cộng sản? Tao thích cộng sản đấy, thằng nào kiện tao đi. Mẹ bố lũ chó. Cứ ai cái gì đòi đòi tự do nhân quyền mới lại cái gì tự do ngôn luận cho người Việt ở Việt Nam, mà bản thân chúng mày đã có cho ai được tự do đâu. Ai nói nên là chúng mày ở Việt Cộng, cộng sản, kiện nó đi, đuổi nó về Việt Nam đi, trục xuất nó về Việt Nam đi. Chúng mày cứ đàn áp cái tư tưởng của người ta cho nên người ta ghét, người ta mới phải chửi chúng mày thôi. Chúng mày không kêu lên, không giống lên, không hú lên, không hét lên, người ta đâu biết chúng mày là ai đâu. Đúng không? Chẳng qua chúng mày chắc bị bệnh bệnh tự kỷ. Sợ người ta không biết mình là ai cho nên cứ phải giống lên, tao ở chỗ này này, tao vẫn sống này, tao ở đây này. Chống cộng đó, cho mọi người biết là cái ý đồ của thằng Hùng Lân bây giờ là muốn quyên góp, muốn tiền quyên góp, cho nên cứ phải chạy đi chạy lại, xong rồi suốt ngày đi ra cái chỗ gì á, đi ra cái chỗ gì chụp ảnh chụp hình xong rồi nói là tôi chuẩn bị nộp hồ sơ để kiện đấy. Kiện cái gì? Kiện đấy mà bố nữa, kiện á, không phải nó đi nộp hồ sơ để kiện, kiện một người nào đó đến văn phòng luật sư nói với luật sư nó làm, chứ làm sao mà mày mày là cái con mẹ gì mà mày đi kiện người ta, kiện cũng không biết cách để nói nữa thì ngu, mày đâm đầu vào đống cứt chết đi. Chống cộng cực đoan rồi hả chị? Thằng điên ấy, nó là nó muốn là thằng này chắc là dạo này bị ế rồi, không ai hồng nhảy nữa, cho nên bây giờ đi chống cộng đấy, đi chửi người này người kia xong rồi đi đi đe dọa người này người kia để cho người ta để kiện kiện người này người kia. Những người nào mà người ta chửi chúng nó nhiều ấy, nó quay ra nó nói kiện kiện để làm gì, để nó quay ra nó ô bây giờ kiện phải cần tiền, cần tiền thì phải đi quyên góp, đơn giản vậy thôi. Cái đó là cái ý đồ của nó nên sao thấy cái bọn chống cộng nó là như vậy. Chứ bên này đói dã họng ra, không đi làm đói dã họng ra lấy cái gì mà ăn. Cái dạng đấy vẫn còn tuổi lao động làm sao người ta cho tiền tiền trợ cấp
Cho nên là cái ý đồ của nó là như vậy. Các bạn ở bên đấy cũng đừng để cho nó đạt được cái mục đích đó. Kiện cái gì? Kiện người ta phải thuê luật sư chứ. Không, các bà già chống cộng ấy phải hiểu là như thế. Muốn quyên góp tiền cho nó phải mình, tiền của mình, mồ hôi nước mắt mình làm ra, mình phải dùng cho đúng chỗ vào. Đừng có ngu. Đúng không? Quyên góp cho chúng nó. Bây giờ giả vờ đi kiện thằng này, giả vờ đi nộp giấy đều nộp tờ cho thằng kia. Xong bây giờ phải cần tiền phải quyên góp. Mà cụ nhà mày kiện người ta thì phải đến văn phòng luật sư chứ, kiện ra FBI mới này, đi ra police để kiện à. Kiện cái mà cụ nhà mày kiện cũng chưa hiểu nữa thì kiện à. Suốt ngày đe dọa bố cái lũ chống cộng. Chào cả nhà nhé. Đó, nó cứ khoe, nó cứ đi ra nó hôm nay kiện ông Bình Hồ, ngày mai kiện Tròn cái gì Hùng Trần cái gì ấy, cái người này người kia kiện kiện. Hôm nay tôi đến FBI đây, FBI bố đi vào cái ngày người ta nghỉ thứ sáu thứ bảy gì ấy, hay là buổi chiều gì ấy. Mà mình nhìn thấy nó đậu xe ở cái chỗ mà disable là cho cái người mà tàn tật ấy. Xong rồi nó quay phim vào, nó nói tôi vào FBI để kiện. Thế nào gọi là kiện? Kiện thì phải ra tòa, ra tòa thì phải có luật sư. Trước khi mình kiện người nào ấy, mình có đầy đủ giấy tờ mình mang đến nộp cho luật sư. Luật sư nó làm chứ không phải mày làm, mấy thằng ngu. Hiểu chưa? Kiện cũng không hiểu là cái gì nữa mà cứ suốt ngày đi đe dọa người này người kia thôi để lừa đảo mấy mấy cái thằng chống cộng cực ngu á, để nó quyên góp tiền cho. Nhìn cái mặt đó. Chào tất cả nhà. Đó chứ các bạn hiểu không? Cho nên là những cái người nào ấy đừng có bị nó lừa rồi á, bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của mình, rồi những cái ví dụ những cái người mà già già không có tiền ăn tiền giả lại đi quyên góp nuôi một cái thằng ăn hại đó. Không? Kiện ai? Kiện như thế nào? Suốt ngày đe dọa kiện. Bảo nó đi giao luật sư, thuê luật sư mà kiện. Bên đó lạnh à chị? Ừ, hôm nay có bao nhiêu độ? Hôm nay lạnh lắm. Mấy hôm nữa là phải bật máy sưởi rồi. Rồi, Bill bây giờ nó về loạn hết cả lên. Cái tầm này á, là các bạn biết không? Cái thời gian này á, là bên này ai cũng phải nhận được bill, nhận được hóa đơn là tiền nhà, à tiền tiền council là tiền cái gì? Tiền thuế đất á, rồi là tiền tiền điện, tiền nước, tiền phone, tiền ga, tiền điện thoại đó, hàng mấy ngàn đồng. Bên này đương nhiên là cuộc sống nó về ăn uống ấy, thì nó thoải mái, thì không cái ăn uống thì mình không phải suy nghĩ, nhưng mà những cái về những cái khác phục vụ cho cái cuộc sống của mình nó rất là cao, cho nên ai cũng phải đầu tóc mặt tối đi làm á, chứ đâu có phải đơn giản đâu. Mình cũng làm như chó ấy, hàng mấy chục năm làm ở bên này, nó không những vất vả về tay chân, nó còn vất vả về đầu óc nữa, các bạn biết không? Chứ không phải đơn giản đâu. Như Việt Nam thì ok, người ta ví dụ người ta do đi làm, người ta đơn giản, người ta nghèo ấy, người ta chỉ nghĩ đến là kiếm tiền để ăn thôi. Đúng không? Bên này có ăn thì phải kiếm tiền, nào là xe đẹp, rồi nhà đẹp, rồi cái này đẹp, cái kia đẹp, thì những cái muốn cái nó cao hơn, mình sống ở cái tầng nó cao hơn ấy, thì mình phải dốc sức hơn nữa, cho nên cái gì nó cũng có cái giá của nó ấy. Bên này hôm nay có mấy độ, mười mấy độ. Đấy,
Mình nói với các bạn qua qua như vậy để cho các bạn hiểu là ở bên này kiện một người không phải đơn giản như cái thằng Hùng Lân, nó suốt ngày nó đi ra FBI nó chụp hình xong nó đứng đấy nó bảo ta lộp hồ sơ để kiện, đâu đâu có tời thùa nhá, ai mà kiện kiện một người mà lại đi ra FBI đâu bà con hả, đi ra FBI để tế bố là ở đấy à? FBI nó chỉ là cái người đi điều tra nó này kia, các khủng bố giết người này, những cái gì đó, những cái án vụ án mà nó cực kỳ nguy hiểm ấy, người ta mới điều tra để người ta kết tội cho cái người đó thôi, ra FBI để tế bố mày. Bố cái thằng ngu này ở bên đấy mười mấy năm rồi mà chả biết cái con mẹ gì ấy. Chứ ở Việt Nam thì cái gì cũng là cảnh sát đúng không? Mà cảnh sát cho dù ở Việt Nam đi chăng nữa có muốn kiện ai cũng phải có luật sư hay phải đưa ra cái này cái kia để ra tòa án chứ. Đúng không? Còn khi mà báo cáo có cái chuyện gì người nào khẩn cấp đến cái tính mạng của mình thì mình mới đưa ra cảnh sát nó mới có bằng chứng cụ thể nó mới bắt người được đúng không? Còn kiện á là phải ra luật sư. Đúng không? Tao dạy cho thằng Hùng Lân ấy, muốn lừa người phải lừa cho nó đàng hoàng, lừa cho nó trình tự, cho nó đúng một tí, lừa cái kiểu mẹ gì mà lừa ngu vậy. Đúng rồi, tháng 6, tháng 7 là được nghỉ hè mà đúng không? Mình nhớ ngày xưa mình đi học với tháng 7 là tháng mấy đâu? Tháng 7 là nghỉ hè, hình như được nghỉ 3 tháng hay 3 tháng, quên mất rồi. Là nóng nhất. Mình về Việt Nam mình tránh cái thời gian đó. Còn ở bên này bắt đầu lạnh. Có bao nhiêu? Có 10 độ, mười mấy độ. Mấy hôm nữa là bắt đầu là phải bật máy sưởi rồi. Ở bên này không có máy sưởi lạnh chết luôn. Hôm nay có 11 độ. Chào Lê Sở Vũ và anh chị em trên diễn đàn, chào em nhé. Đó. À, mới lại mình nói qua về cái vụ mà bảo là cảnh sát mới Việt Nam, người Việt Nam đấy. Cả những cái người mà nếu mà khổ lắm, chưa hiểu cái gì thì mình á đi đâu trước tiên mình muốn chửi cái người ta ấy, thì mình phải làm đúng đã. Mình làm đúng rồi thì mình chửi ai cũng được, mình chỉ cần làm sai một tí thôi thì mình im cha mồm đi. Người ta nói là khôn ngoan ra cửa quan mới biết. Bây giờ rõ ràng á, hôm qua mình xem cái clip cái con mẹ đấy nó chửi người ta, trong khi con của người ta đi ra ngoài đường kính xe thì không đúng. Xong bắt đầu lại không mang giấy tờ đi, người ta nhìn thấy cái kính cái gương chiếu hậu á nó không đúng, người ta thổi nó lại, xong bắt đầu nó quay ra nó chửi người ta, nó chửi người ta. Thì mọi người hiểu không, khi mà mình đi ra ngoài đường mình muốn cái sự an toàn của mình á thì trước tiên phải mình phải làm đúng đã đúng không, mình làm đúng. Nếu mà mình làm sai thì mình im đi, hay là mình dùng những cái lời lẽ nó lịch sự nó này kia các thứ thì có thể người ta nhân nhượng cho. Đây lại cầm quay phim lên, cái thằng này thế nọ thế kia xong chửi người ta, cái đó là một cái mà rất là ngu si đần độn đúng không, chứ chính bản thân mình đã làm sai rồi mình quay ra mình chửi người ta. Cuối tháng 5 nghỉ hè, đúng không? Phải nghỉ 3 tháng nhỉ, mình nhớ là ngày xưa đi học được nghỉ 3 tháng. Không thấy ba que vào đây nói chuyện cho vui nhỉ. Ba que dạo này chết hết rồi. Mình muốn chửi nhau ba que mà ba que không thấy đâu hết. Sao chúng nó cứ đi bắt nạt những người ở Việt Nam không à? Chúng nó không thấy nó đe dọa mình xong rồi nó chạy mất tiêu rồi, không thấy chúng nó đâu ấy. Nhưng mà mình thấy ở bên Úc này những người chống cộng người ta cũng còn khôn hơn cái bọn ở bên Mỹ. Bọn bên Mỹ hình như toàn bọn khố rách Âu hay sao, cho nên chúng nó không còn gì á, không có cái gì, cho nên chúng nó cứ làm liều thôi, hiểu không?
Chứ còn những cái người bên này thì có thể là người ta ổn định cuộc sống người ta rồi, người ta chỉ lo cho cái cuộc sống người ta bên này thôi, người ta không có gì, nó cứ hô hào người ta biểu tình. Ở Việt Nam mà đi biểu tình chết đói, mà chính phủ nó cũng chẳng mất cái gì cả, tại vì đâu đóng thuế cho chính phủ đâu. Mày mày đi biểu tình mà ngày này qua tháng khác cũng thế, tại vì những cái thằng nó đói nó mới đi biểu tình. Đi biểu tình thì ai cho nó ăn thì nó đi biểu tình, đúng không? Ví dụ như nó đóng thuế cho nhà nước, đúng không? Đầy đủ rồi á, nhà nước cái cần phải cái thuế của nó thì mới ổn định được cái guồng máy lãnh đạo. Thì cái chính phủ nó mới sợ chứ. Như ở bên này chẳng hạn, người dân đi đóng thuế tất cả tiền bạc các thứ, cái chính phủ đấy nó sống là vì nhờ những cái người đóng thuế. Cái guồng máy của nó là như thế, rồi đóng thuế vào cái tiền nó có một cái quỹ như thế, thì nó là cho những cái người nghèo những cái này cái kia, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam đâu có phải là người người nào cũng đi đóng thuế đâu, mà cái chính quyền nó đâu phải là hoàn toàn nhờ vào những cái người đấy đâu. Cho nên mà có biểu tình thế, biểu tình nữa cũng chẳng chết được, đúng không? Bây giờ mình nói là ở ở hải ngoại á, rất là sướng, sướng giống như con nợ đấy. Tại vì khi mà nó muốn nuôi một con nợ á, để nó giết, nó bán để nó lấy tiền á, thì nó phải vỗ béo cho cái con nợ đấy. Cái người sống bên này cũng vậy, nó muốn làm cho nó có lợi thì nó phải làm cho cái người này có sức khỏe, có này kia các thứ để đi làm để gì, để đóng thuê cho nó giống y như là nuôi một con nợ vậy. Nói chung là như vậy đi. Nó vào chị không nói mà chị trời nó sợ. Nó đâu có vào đây nó dám đối thoại với chị đâu. Thằng Hùng Lân chạy mất tiêu rồi. Ok vậy. Nói thế đến đây thôi. Tâm sự thế thôi. Hết rồi. Để hôm nào có thằng nào nó không có ba que cũng buồn. Ừ. Nhiều khi có ba que mình mới có đề tài mình chửi nhau không nó chứ, nói mãi nói mình chán. Ok bye bye cả nhà nhá, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.